Hi, xin chào các bạn. Các bạn khỏe không? Tám khỏe. Trước tiên thì Tám có đôi lời cảm ơn toàn bộ các cô chú, các bà con, các anh, các chị đã luôn luôn ủng hộ đội Tám. Nếu như không có các bạn thì không có đội Tám ngày hôm nay. Tám xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn rất chi là nhiều. Các bạn đã luôn luôn ủng hộ đội Tám. Thì ngày hôm nay đang ngày thứ bảy thì ở bên mình nó đang có dịch nên buồn quá nên mình không có đi chơi được. Thì mình có làm một cái đĩa chân gà. À, các bạn nhìn thấy đĩa chân gà đĩa chân gà, nhưng mà mình thì hôm nọ mình có ngồi mình ăn ghẹ xong mình nói chuyện thì mình thấy mình không có quen cái kiểu mà cứ ngồi ăn nói chuyện, mình thấy nó có ngồm ngoàm sao ấy. Nên thôi mình để cái đĩa chân gà ở đây, chốc nữa mình nói chuyện xong thì mình sẽ nhậu, bởi vì cái tật của mình nó rất chi là xấu, và khi mà mình ăn những cái đồ giống như của các ông mà để nhậu ấy thì chân gà hay bất kỳ một cái gì đó là mình phải có bia hay có rượu. Mình có cái tật xấu dậy, nếu mà ăn bo ăn không thì mình không ăn được. Mà nếu như mà ăn mà mình ăn xong mình cầm bia cầm rượu uống này thì cái thằng lúc túp lại đánh là không có thân thiện với nhau, quảng cáo. Nên đâm ra mình cướp để mình hầu chuyện các bạn xong thì mình sẽ ăn chân gà sau. Thì hôm nay mình có một mình chia sẻ với các bạn về là trước kia ấy, thì mình có làm mấy cái video về cái người Việt mình ở vô gia cư ở Canada. Thì thực sự với các bạn là mình sống bên này hơn 30 năm nhưng mình cũng không biết là có cái người vô gia cư như vậy, bởi vì mình cũng không có biết được biết ấy, vô tình cái những cái người vô gia cư đấy thì nó chỉ là vô tình để cho mình gặp. Là người ta xin tiền mình thì mình quay thôi, mình hỏi người ta là có đồng ý cho mình quay không, rồi mình thấy lạ quá thì đúng cái điều thứ nhất là mình quay cái đó thì mình xin người ta để cho người ta cho mình quay, thì thực sự là cái quay cái đó là mình muốn mang về nhà để mình mở ra mình cho các con mình xem và mình nói với các con mình ô đây là người Việt, người ta xin tiền, người ta tại sao bên này người ta khổ, người ta sống, người ta xin tiền mẹ. Chứ đầu tiên là mình không nghĩ là mình vốt lên video như vậy. Thế thì vì sau này thì cái đó là chỉ là vô tình là mình quay được thôi, bởi vì mình cũng không biết là tại lại có người Việt vô gia cư như vậy. Thì mình vì sau đó thì mình có gặp mấy người và mình cũng cho tiền, rồi là mình đầu tiên thì mình cho tiền, còn có cái người thì mình gặp lần thứ hai người ta xin tiền mình thì mình chỉ cho đúng có 5 đồng để đi, người ta đi tiền xe bus về thôi, và mình có dẫn vào tiệm phở và mình mua liên tục mà mấy hôm là cứ đến ngày đến giờ đấy thì người ta vào đến là người ta ăn chứ mình không cho tiền. Thì sau đó mình đi mình tìm hiểu thì thực sự với các bạn là những cái người vô gia cư Việt Nam ở Canada nhà mình thì thực sự là không có nhiều. Mình đi tìm hiểu và mình tìm thì không có nhiều, chỉ mình nói chuyện và mình tìm hiểu thì duy nhất có khoảng 4 hoặc 5 người Việt nhà mình. Thì là mình dùng cái từ là anh hùng đường phố đi. Thì mình tìm hiểu ra thì thực sự với các bạn là những cái người này là người ta bị nghiện ngập. Người ta bị nghiện ngập nên đâm ra người ta mới đi lang thang. Thì người ta hay lang thang ở cái chỗ phố tàu. Thì cái chỗ phố tàu thì thông thường là rất nhiều người Á, nhiều người Việt thì người ta hay đi lang thang đấy, người ta gặp thì người ta hay xin tiền, hay xin tiền. Thì 4 hoặc 5 người Việt là bị người ta bị nghiện, rồi người ta hút chích sách gì đó thì người ta mới xảy ra cơ nhỡ như vậy. Thì đến bây giờ thì chỉ còn lại 2 hoặc 3 người, còn hai mấy anh hùng kia là hôm mình có hỏi cái bạn đấy thì bạn kể là mấy cái anh kia là anh nghiện quá đô rồi, anh chết rồi, thì chỉ còn lại có vài ba người. Thế nhưng mà mình nói lại là cái người vô gia cư ở Canada nhà mình, người ta không phải, mình tìm hiểu kỹ là người ta không phải là người ta ngủ đường phố hay là người ta không có nhà ở, mà người ta vẫn được lãnh tiền chính phủ, mà người ta lãnh tiền cao chứ không phải là thấp, 1.350 một tháng, và người ta cũng có nhà ở, bởi vì ở bên mình ấy thì là có những cái nhà shelter cho những cái người mà người ta không có thuê được nhà, người ta vào đấy ở, rồi là những cái nhà thờ hay những cái shelter đó là người ta cũng nấu ăn ngày hai bữa, là những cái người đó là những cái người mà lang thang ngoài đường là người ta vào đấy là người ta xin, chứ không phải là người ta sống khổ sở ở bên ngoài đường, không có tiền bạc, không có lơi chú lại lọ, không phải. Mà
ở Canada nhà mình những người thế người ta vẫn được lãnh tiền, nhưng mà nói thật với các bạn là mình đi lần trước mình có quay một cái người mà vô du cư của Canada thì mình thấy là rất chi là nhiều những cái người ta dựng những cái bản ở trong cái parks là cái công viên ấy, là người người ta dựng ở đó thì tối người ta ngủ xong sáng ngày hôm sau thì mình có đi sớm mình xem là buổi sáng là người ta dậy thì người ta sinh hoạt thế nào, thì người ta mỗi một người mà người ta có một cái vali rất chi là đẹp, một hai cái vali đẹp vô cùng, người ta ăn mặc quần áo, có những người ta ăn mặc quần áo đẹp lắm các bạn, đẹp các bạn không thể nào mà nhìn rất bình thường, xong sao người ta mới quấn nó vào, quấn những cái bạt đó và người ta đút vào cái vali đó rất chi là bình thường. Nhưng mà những cái người vô gia cư mà của người nước ngoài, của người Canada như mình ấy, chứ người Tây mình mới cứ nói lôm na là người Tây thì mình thấy rất là nhiều, nhưng mà mình cũng đi tìm hiểu sâu là cũng là toàn những cái người nghiện ngập. À, người ta thích, thứ nhất là nghiện ngập và cái thứ hai nữa là kể cả người Việt nhà mình có mấy người là người ta thích sống cái kiểu không muốn gò bó, người ta thích sống cái kiểu người ta lang thang ngoài đường như vậy, chứ không phải là người ta không có chế độ, người ta có chế độ rất chi là cao các bạn, chứ không phải là người ta không có đồ ăn mà người ta phải đi lang thang ngoài xin đấy như vậy, không phải. Mình tìm hiểu sâu, mình tìm hiểu kỹ thì không phải, mà những cái người đó là người ta thích sống cái kiểu lang bạt, người ta thích sống cái kiểu lang bạt ở ngoài đường, người ta thích sống cái kiểu không bị gò bó, người ta không bị phụ thuộc vào ai, người ta thích hôm nay người ta ở đây mai người ta chuyển đến chỗ khác người ta ở, thì chứ không phải là chính phủ mình Canada người ta không lo cho người ta, hoặc là xã hội mọi người bỏ bê người ta, không phải vậy. Nhưng mà người ta thích sống cái cuộc sống như vậy, chứ không phải là cái xã hội mà ở bên Canada mình bỏ bê, không phải. Bởi vì mình đi sâu và mình tìm hiểu thì người ta lĩnh tiền trợ cấp rất chi là cao, rất chi là cao, và người ta cũng cấp nhà cho ở chứ không phải là không. Nhưng mà người ta không thích sống cái kiểu đó, người ta cứ như là mấy mấy anh người Việt đi, thì tổng số thì mình gặp được có hai anh người Việt thôi, thì mình thấy là cứ buổi sáng thì các anh ấy là bắt đầu là mấy mấy cái chú ấy, nói thật là bốn mấy năm mấy tuổi thì nó thật cũng toàn ít hơn tuổi hơn mình thôi, thì mấy cái anh ấy mấy cái chú cái bạn ấy là cứ lang thang ở ngoài phố đựa phố tàu ấy, thì nhìn gặp người Việt mình xin xin tiền xin xin ăn xin đại khái là xin tiền, thì mình tìm hiểu kỹ và mình thì thực sự là mấy cái người này là người ta lĩnh tiền trợ trợ cấp rất chi là cao, và cái thứ hai nữa là người ta là người không nghiện ngập, thành thực ra là người ta mới xin tiền như vậy. Thì mình đi tìm hiểu sâu và mình thấy vậy thì thực sự ra mà nói các bạn, nếu bất kỳ người ta vào là một cái trường hợp nào, thế nhưng người ta bỏ cái tôi người ta xuống để người ta ngửa cái bàn tay người ta đi xin người khác thì không biết vì một lý do nào, nhưng cũng là một rất chỉ là đáng thương lắm các bạn, đã đáng thương rồi, bởi vì là người ta đã bỏ cái tôi người ta phải xuống. Nhưng mà các bạn tưởng tượng là nếu như mình bản thân tôi là một cái người bình thường mà bây giờ bầu tôi đi ra ngoài đường tôi chìa tay tôi xin bạn 1 đồng 2 đồng thì tôi thực sự với các bạn tôi không làm được điều đó. Thế nhưng mấy cái người kia người ta làm được điều đó là người ta cũng rất chi là đáng thương, người ta phải bỏ cái tôi người ta xuống, người ta cũng rất chi tội nghiệp, chứ không phải là không. Bởi vì như thế nào đi chăng nữa thì người ta cũng rất chi là cuộc sống người ta có muốn lựa chọn cái cuộc sống người ta đi con đường đó đi chăng nữa thì người ta cũng rất chi là những cái người đáng thương và những cái người tội nghiệp. Cái có một ví dụ như là các nước khác hoặc là ở Việt Nam là những cái người vô gia cư là người ta làm ăn thất bát, hay là người ta gặp một cái chuyện gì đó thì người ta phải xẩy chân, người ta phải sống ở ngoài đường bởi vì là vô gia cư lang bạt đây đó. Nhưng mà mình khẳng định là một câu, mình đã đi tìm hiểu rất chi là sâu thì những cái người vô gia cư của bên Canada nhà mình không hề có một người nào là bị làm ăn thất bát hay là mất việc
không có việc là làm, phải mới đi đến phải con đường vô gia cư, hay là mất nhà mất cửa, hay là vì lý do là hay là vợ bỏ hay là cái gì đó gia đình không vui vẻ thì đó thì xảy ra vô gia cư, thì mình đi tìm hiểu sâu thì mình khẳng định với các bạn là hoàn toàn 100% là không có chuyện đó xảy ra. Mà những cái bạn vô gia cư của bên Canada nhà mình hầu như 99% là những người người ta nghiện ngập, người ta ăn nghiện ngập, thành thử ra là người ta sống lang bại như thích cái kiểu cái người nghiện ấy thì người ta hay thích sống ngoài đường, và người ta cứ đến giờ đến đấy thì người ta tụ tập, người ta bình dịch mình dình mình tìm ấy, thì mình thấy người ta có một lần mà mình không dám quay, mình thấy có một cái chai nước nó như thế này mà không có nước, mình thấy người ta có khoét khoét cái lỗ gì ấy. Xong rồi tôi rít thế này thì mình thấy đưa cho người này xong hút, rít xong đưa người kia hút, mà trong khi đó là đang cái dịch Covid-19 này, mình ghê lắm, mà mình quay thì nó ra đọc cho mình thì mình bị chết toi luôn, mình không dám. Thì 99% là mình thấy là cái người vô gia cư bên mình là hầu như là mấy cái bạn đó là cái bạn nghiện ngập thì mới đi lang thang ngoài đường, còn 1% là những cái người không bình thường, thì là những cái người cái đầu óc người ta có vấn đề, người ta không bình thường. Thì giống như mình nói là bình thường là mình nói là tâm thần đi, là người ta không có bình thường nữa các bạn, bởi vì người ta cứ thích đi cái đầu người ta không có minh mẫn, không có phải là người, thì người ta cũng được lãnh tiền xã hội cao lắm các bạn, người ta lãnh được ở bên mình là những cái người đó lãnh tiền xã hội cao lắm, người ta không có bình thường. Thì ví dụ người ta ở nhà thì người ta buồn đấy, người ta có nhà cửa đàng hoàng, người ta ở nhà ta buồn thì cứ đến sáng ra thì là người ta mới khoác cái túi, người ta đến cái phố tàu thì chẳng làm gì, người ta cứ đi lên đi xuống đi lên đi xuống, xong bắt đầu người ta ngồi ấy, người ta ngắm mọi người thôi. Nếu ai đi qua thì thỉnh thoảng người ta chìa tay, người ta xin cho người ta, đến mà người ta hỏi mình có phải là người Việt Nam hay không, thì mình nói bồn bảo mình là người Việt Nam có vấn đề gì không, thì người ta bảo là cho xin 1-2 đồng, thì người ta chỉ là xin tiền thôi, nếu mà mình cảm thấy mình ấy thì mình cảm thấy thì mình cho người ta thì cho, còn không cho người ta cũng vui vẻ, chứ người ta không ấy thì người ta cứ ngồi. Thì mình thấy hầu như là cái 1% đó thì là người ta không có nghiện ngập, mình thấy thì duy nhất có 1% là không có nghiện ngập, mà người ta chẳng qua là người ta bị cái bệnh giống như là người ta bị cái bệnh cái đầu óc, người ta không có bình thường, thì người ta cũng lang thang ở những cái phố tàu đấy để là người ta xin tiền. Còn hầu như thì mình thấy là nghiện ngập thì các bạn đấy thích sống cái kiểu cuộc sống lang thang ở ngoài đường, bởi vì các bạn đó là nghiện ngập hút sách. Bởi vì mình có đi tìm hiểu thì mình có thấy không nói đâu xa đâu, đó là khách hàng của mình, thì mình có cái người khách hàng của mình, người ta cũng sống lang bạn, gọi là vô gia cư từ năm 14 tuổi, và đến năm nay bạn đấy là đi 29 tuổi. Thì chính phủ có cấp nhà cho bạn ấy ở, một căn hộ rất chi là đẹp, một cấp nhà cho bạn ấy ở, thì bạn đấy ở được khoảng 5 tháng. Thì bởi vì bạn hay vào tiệm mình, bạn làm móng chân móng tay, thì bạn ở bạn đấy được 5 tháng. Thế thì bạn là cái lần đấy bạn cuối bạn vào bạn bảo mình là ta làm mày lần cuối, mà vô gia cư ăn thất nghiệp, ăn xin tiền chính phủ mà vào làm móng chân móng tay sành điệu lắm các bạn. Thì bạn nói là ta làm mày lần cuối là tao không ở đây nữa, tao lại về đó tao ở gầm cầu, dưới gầm cầu tao ở. Thì lúc đấy mình giật mình bảo là tại sao mày có nhà có cửa có lãnh tiền hàng sáng, tại sao mày lại không thích, mày lại muốn đi về ở gầm cầu mày ở như vậy. Thì bạn ấy nói là tao thích cuộc sống đầu đường xó chợ như vậy, tao thích cuộc sống lang thang như vậy, tao ở đó một thời gian thích thì tao lại đi sang tỉnh khác vùng khác bạn lang thang như vậy. Mày rõ ràng cấp nhà cấp cửa cho bạn mà bạn ấy không thích, mà bạn ấy thích sống như vậy. Thì mình mới đi tìm hiểu sâu thì mình đúc kết lại là những cái người vô gia cư của Canada như mình là không phải là xã hội bỏ bê, mà cũng không phải chính phủ Canada bỏ bê. Chính phủ Canada rất quan tâm với những người này, và cái tiền trợ cấp của các bạn đấy
rất chi là cao, cái phúc lợi của các bạn nó rất chi là cao. Nhưng tại sao Canada mình vẫn vẫn còn những người sống lang bạc, ngủ ở ngoài đường, ngủ ở những cái công viên? Bởi vì các bạn đó là các bạn thích cuộc sống lang thang, lang bạ như vậy, chứ không phải là xã hội hoặc chính phủ Canada mình bỏ bê, mà do sở thích của người ta thích sống cái cuộc sống bụi bậm, bụi đời như vậy. Thì hôm nay mình làm cái video này, mình chia sẻ về cuộc sống của những người vô gia cư, kể cả người Việt nhà mình hay người nước ngoài, người vô gia cư của mình Canada, để cho các bạn tìm hiểu cho các bạn tìm hiểu thêm về đất nước Canada của mình. Canada của mình thì mình khẳng định là người Việt nhà mình không có nhiều người vô gia cư. Tổng số Toronto mình đi tìm hiểu thì chỉ có 4 hoặc 5 bạn. Thì 2-3 bạn đã bị chết vì nghiện ngập quá, hút quá đà đã bị chết. Và hiện tại bây giờ chỉ còn được có 2 người hoặc 3 người. Thì trong 2 người, 3 người đó thì mình đã gặp 2 người, còn 1 người nữa thì mình cũng chưa gặp người ta bao giờ. Thế nhưng bạn đó, có một cái bạn mách với mình là có thỉnh thoảng người ta mới tới đây thôi. Thế nên hôm nay mình nhắc lại và mình chia sẻ với các bạn là người vô gia cư của Canada nhà mình, kể cả người nước ngoài hay người Việt ở Canada mình, là không phải là người ta xa cơ lỡ bước hay xã hội bỏ hay chính phủ Canada không lo mà người ta phải ra ngoài đường, đầu đường xó chợ người ta ngủ như vậy. Không phải, mà người ta thích sống cuộc sống lang bạ, lang thang, bụi bậm ở ngoài đường như vậy. Cảm ơn các bạn đã luôn luôn đồng hành cùng Đỗ Tám, và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Cảm ơn các bạn nhiều. Mình không biết nói gì hơn, mình chỉ biết chân thành cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào video kế tiếp nếu